这电动车有那多香劲？那电动车，好，你那叫老牛啊，那就我这个。哦。做水路，你莫白叫。啊。ông bảo là cái thiền này từ cái thời rồi tháo chỉ một điện nhẹ nó điện tổng à cái thiền này nó còn hơn cả tuổi Mỹ Linh nữa các bác ạ. Cái thiền này ông có nói là từ khi mà mẹ ông về đây lấy chồng là lúc đấy ông mới đang được 5-6 tuổi thôi, là hiện tại cái thiền đã dùng từ lúc đấy đến giờ rồi. Công nhận là cái thiền này là phải làm cái gỗ tốt các bác ạ. Nếu có cái thiền như thế này đấy, ông có nói là dùng rất là lâu rồi. Từ cái thời mẹ đang mẹ với bố đang đang còn sống thì ông đã dùng cái này về rồi. Công nhận là cái các cụ giữ đồ giữ đồ tốt thật. Nhưng tại ông có một cái nồi ở đây thì mình cũng hỏi, nhưng mà ông có nói là từ cái nồi này là từ khi mà bố ông đang còn sống thì cũng dùng về rồi. Đấy, cái này bằng gan các bác nhá. Ông bảo cái này là hơn 70 năm rồi. Cái nồi vẫn còn đấy. Đây là cái nồi cổ, nồi gan ngày xưa các bác nhá. Đấy là hiện tại vẫn còn hết. Đây cái nồi này ngày xưa để dùng để nấu cơm với luộc rau. Nên mà gan nhá. Đấy, nghe rất là giòn, rất là đanh luôn. Đấy, nhưng mà nó bị thủng một lỗ đây rồi. Đây. Đấy. Cái nồi này bằng gan các bác ạ. Dày lắm. Đấy, bây giờ cái này là đồ cổ đấy, rất là có giá trị. Cái nồi này dùng được hơn 70 năm về rồi. Đấy. Cái gì nhỉ? Cho là cô cát lại. Ồ, ồ, để em trong bộ quần mì á. Ồ, ừ. Bác hào là bác. À. Đấy, bác có cái chậu thì bác bảo dùng cái này được à? Ông bảo dùng được cái này hơn 20 năm rồi. Cái nhà rất hoàn cảnh các bác ạ. Cho nên là không có chậu. Ta rửa cái chậu tự thủ công này thôi. Rất là thương hoàn cảnh chú các bác. Đây nhà chú bây giờ không có chậu rửa thịt, rửa mặt. Cả cái chậu rửa đồ ở đây thì cũng là để rửa mặt nữa. Đây, chú đang thái thịt để ăn sáng đây. Không có đồ dùng cho nên là chú chỉ sử dụng cái chậu này từ cái rửa này, mặt này. Đấy. Và thái thịt nữa các bác, cũng để vào trong này thôi. Xin chào tất cả các bác anh chị, trở lại với video tiếp theo trên kênh Sùng Mỹ Linh. Đây là anh em hôm nay tiếp tục đi vào trao phần quà của cô Sông Minh ở quận Tây Hồ Hà Nội, là có gửi cho một chú sình 62 tuổi sống ở tít trên kia các bác nhá, ở tít trên trên núi trên kia. Đây là gửi cho chú 1 cân thịt lợn, với lại có 2 chị em mà không lấy được chồng các bác ạ. 2 chị em thì cũng năm nay cũng gần 50 tuổi rồi. Đấy, mà còn đứa em thì bị dị tật ở cái chân, nó bị cong ra đằng sau. Cái bàn chân ấy, hay cái bàn chân nó cong ra đằng sau rồi. Đấy là đứa em gái bị dị tật. Em gái thì năm nay cũng hơn 40 rồi. Đấy, cả 2 chị em thì cũng không lấy được chồng các bác ạ. Đấy là trước thì My Linh có hỏi thì 2 chị em có nói là cũng một cô em, cha mẹ từ nhỏ. Đấy, 2 chị em thì được 11 tuổi thì là ui trơn đấy, là bố mẹ mất hết rồi. Đấy, cho nên 2 chị em nương tựa vào nhau để sống thôi. Đấy, cũng không lấy được chồng. Còn chú Sình thì chú năm nay thì cũng 62 tuổi rồi. Đấy, thì hai cái nhà đấy cạnh gần nhau. Đấy, thì chú cũng không lấy được vợ nữa. Đấy, chú thì ngày trước thì chú đi theo mẹ về ở đây, lấy chồng ở đây. Đấy. À, nhưng mà cha dựa với lại mẹ mất hết rồi. Đấy, còn với mình chú Sình thì hiện tại nó sống một mình trong một căn nhà rất là nhỏ tí các bác ạ. Ở trong nhà thì
đá rất là nhiều. Đấy, thậm chí mà những cái hòn đá trong nhà rất là to các bác ạ. Đấy, thì anh em tiếp tục đi cho phần quà của cô Song Minh ở quận Tây Hồ Hà Nội cho hai cái nhà. Đấy, trên này các bác ạ. Đấy, đường hơi xấu cho nên là đấy, các bác rất thông cảm. Bởi đường toàn đá là đá thôi. Ô, cái này mà điệu ngô lên thì mệt em nhờ. Toàn đá là đá. Ồ, đi bộ mình còn đi người không mệt này. Mệt lắm các bác ạ. Ừ, trên đây đấy. Con đường toàn đá thôi. Ôi ôi, sợ quá. Đá to thật. Tại đấy đầu làng đi rồi các bác ạ. Chị ơi, chị, một cần ta à? Cần ta. Đấy, em chào mọi người mời viên nhá. Hai cháu đi học giỏi nhá. Cần ta hay nhá. Ra từ nên một phút tụi học. Ừ. Ở trong làm bữa tụi học. Đấy, lấy mời viên cho cháu ở trong kia. Đấy. Cho nên cả thì cha là. Hả? Cả mất rau à? Tỷ y á. À, học lớp 1. Đấy, cháu kia là đi lấy mời viên kiệu cho cháu ở trong nhà. Đấy, mình các bác ạ, mình cũng phải là cho kiệu các cháu thì đi học mình thì mới được cái động viên thì các cháu mới đi học giỏi được. Cháu siết cẩn ta nhá. Ừ, đi học nhá. Cũng cẩn ta nhá. Đấy, để đầu làm bên này thì có hai cháu hiện tại đang đi học dưới kia. Cái đường thì rất là khó các bác ạ. Đường thì đá to gồ ghề lắm. Đấy. Ơi, tại đến nhà chú Sình rồi các bác ạ. Mặc quả áo rất là hoành tráng đây. Nó chạy tao. Chị tắm nó chạy. À, chưa ăn sáng. Ờ. Đấy, anh em thì hôm nay về đến đây rồi các bác. Thế mới vào nhà đi. Ơ, mình đi từ lúc 5 rưỡi rồi các bác ạ. Hiện tại thì 6 rưỡi. Đi mất 1 tiếng. Không đi sớm thì sợ chú lại đi vắng. Nên là anh... Úi dồi, anh em đi rất là sớm. Nhà toàn đá đấy các bác ạ. Nhà đá sợ quá. À, mùa gió thế. Tối qua các bác ạ, không có điện. Mình nên phải bật flash lên thôi. Trời rất là tối. Trời tối om quá, có một túi cà chua này. Chị uống nó chả ra cái mồm mà. Chị uống chả. Chú bảo đang nấu món rau hơi đó. Cái tỉ trong. Chú bảo là hai chị em nhà trên này thì đi rất là sớm rồi các bác ạ. Mình bảo là định lấy một cân thịt mà cô Song Minh gửi cho hay chị em nhà trên này này. Nhưng mà chú của nó là có 5 rưỡi rồi mà. 5 rưỡi sáng ấy. Thì hai chị em đã đi làm. Đi nhờ một đứa thì chị cả thì đi lấy củi rồi. Còn em gái thì cũng đi chăn dê rồi. Đấy, đi rất là sớm cho nên là không gặp được các bác ạ. Đấy, đây là nhà chú Sình đây. Chú 62 tuổi đi các bác nhé. Đấy, chú người thì rất là nhỏ tí. Đấy. Chú nó là trời ổ hả? Trời ổ này hả? Ồ, đấy, chú 62 tuổi, chú Sình. Đấy, chú không lấy vợ được các bác ạ. Rất là thương hoàn cảnh chú. Đấy, chú thì sống một mình thôi. Trong một ngôi nhà rất là nhỏ. Đấy. Nhà thì hiện tại thì tất cả những cái gỗ cây ở xung quanh là đã bị mùn mọt hết rồi. Đấy, nó theo thời gian nó mùn mọt hết rồi các bác ạ. Đấy. Lấy cái cân thịt lợn đưa cho chú Sình. Đây là cái món quà của cô Song Minh ở quận Tây Hồ Hà Nội là có gửi cho chú một cân thịt lợn các bác ạ. Đấy, đây là một cân thịt sống vai. Đấy, rồi có gửi cho chú. Đấy. Bất là Song Minh đã hút đi chỉ tôi đó. Ừ. Như đấy chỉ chiên cái đó là.
Hà Lý Hò, chú Sình có nói là rất cảm ơn bác Sông Minh ở quận Tây Hồ Hà Nội là có gửi cho chú Sình một cân thịt sống vai toàn nạp thôi các bác ạ, rất là ngon đấy, là gửi cho chú Sình là một cân thịt lợn đấy, chú có nói là rất cảm ơn bác đấy, đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ chú đấy, chú bảo rất cảm ơn. Ali mà giờ khát cho trẻ nhiều à, mất xong quá trời. Ừ, cho mất xong quá trời hả? Vừa mà nhúng anh chị mà. Ừ, cho nhau, mình chở hơi lâu cái qua chơi, mình mà xả hả? Ừ, bà chú ở nên cất đi sửa. À, tôi chuẩn đi sửa. Ồ, hao này gì mà? Hăng à, bà chú là tí nữa cất này xong rửa tí nữa thái hay xào luộc cũng được. Đấy, chú nấu theo khẳng, theo ý mình ấy để chú có ăn sáng. Mình hiện tại bảo chú cất đi xuống đi rửa. Ông này không có chậu rửa rửa tay các bác ạ, nên là rửa bằng cái đồ gỗ tự chế thôi. Đấy, rất là thương ông đây. Đấy, không có chậu rửa tay rửa mặt luôn luôn nhìn xuống múa rồi. Cái này là rửa mặt rửa tay. Đấy, cũng là theo năm tháng nên là cũng hỏng hết rồi các bác ạ. Đây phải nói là cái cây gỗ rất là tốt. Lúc nãy chúng ta không nên tay lỏi nha. Hả? Lúc nãy chúng ta không nên tay lỏi là. Tao muốn nành cậu tại sông ngủ. Mình cậu tại sông hả? Dẫu à, vua lỏ tỏ nè, ưu chán, ưu chán tròn trả trả nè. Ưu tổ tổ chán bùa nè. À, chắc trò là. Ưu chắc trò tại con tình trả hả? Ờ. Tại chê tả. À. Ông có nói là cái này ông dùng được 20 năm rồi các bác ạ. Đấy, cái đồ gỗ sáng tạo này này. Đấy. Đây là ông tự chế này. Đấy, do là gia đình hoàn cảnh quá nên là ông khác làm các bác. Ông bảo ông dùng được cái này được 20 năm rồi. Cũng bị cục hết như thế này đi rồi. Đấy. Cái này phải nói là gỗ tốt mới để đến bây giờ được các bác ạ. Bây giờ là chú Sình bắt đầu rửa thịt để nấu sáng các bác ạ. Bác hào là bác. À. Đấy, bác có cái chậu thì bác bảo dùng cái này được, ông bảo dùng được cái này hơn 20 năm rồi. Cái nhà rất hoàn cảnh các bác ạ, cho nên là không có chậu, ta rửa cái chậu tự thủ công này thôi. Đấy. Rất là thương hoàn cảnh chú các bác. Cái nhà chú bây giờ không có chậu rửa thịt, rửa mặt. Cả cái chậu rửa đồ ở đây thì cũng là để rửa mặt nữa. Mà chỉ tao fly ú. Xì à? Hả? Xì xì. Lúc này tông á chỉ thì tiếc khó nè. Xù. Xù đó. Bó xù à, nhớ bẻ chặt lắm. À. Cái chậu thủ công này của chú là cây này là cây đinh các bác nhá. Cái này là cây đinh ấy, cái này gọi là đinh hương này. Đây là gọi là gỗ đinh này, cái này là loại gỗ đắt nhất. Đấy, hiện tại thì mới tồn tại đến bây giờ các bác ạ. Đấy, các bác nhìn cũng có cái những cái vân rất là đẹp này. Đây là gỗ đinh này. Đấy. Đấy, bác bảo dùng được hơn 20 năm nay rồi. Đấy. Nói chung là dính nước, dính nắng nhiều nên là cũng bị mòn mọt hết rồi. Tốp lao nha. Chị tốp lao ta. À, chị mất trẻ hả? Cũng mưa. Cũng mưa mà cũng mưa trẻ. Nó khói được vậy nè. Để chú rất là hoàn cảnh các bác ạ. À, các bác trong ngoài nước mà xem thương hoàn cảnh chú thì ủng hộ chú mua cho chú một cái chậu. Để chú và làm lúc vào rửa đồ có như sử dụng gia đình. Đấy, chú bảo cái này cũng là để rửa tay, rửa chân này, cũng rửa mặt nữa. Và hôm nay cũng rửa thịt nữa các bác ạ. Rất là thương hoàn cảnh chú. Không có một cái chậu gì trong nhà luôn. Đấy, cái gỗ đinh này rất là bền các bác ạ. Vân rất là đẹp luôn. Hết của chú đi các bác ạ. Trong nhà rất là tối cho nên bảo chú ra ngoài thái thịt thôi. Trong nhà không có ánh đèn gì cả.
cho nên là bảo chú ra ngoài là thấy thôi, sợ vào tay. Đấy, cái thớt thì chỉ là một cái một đoạn ván. Đây, chú đang thái thịt để ăn sáng đây. Không có đồ dùng cho nên là chú chỉ sử dụng cái trậu này, từ cái rửa này, mặt này. Đấy. Và thái thịt nữa các bác, cũng để vào trong này thôi. Cái thớt thì chỉ là một tấm ván thôi. Con dao thì cũng không được sát lắm. Nói chung là các chú ở đây thì cũng không được hay thái thịt cho nên là thái rất là dày các bác ạ. Đây, những cái gỗ đinh ở vân rất là đẹp đấy. Vân quá đẹp các bác. Con dao thì dỉ xét hết rồi. Có chỉ sâu nhẹ nhẹ thế liệt. Ừ, nó sáng nhẹn. Bảo chú thấy mầm mỏng thì ăn nó mới dễ ăn hơn. Thấy to quá thì sợ ăn nó khó các bác ạ. Rất là thương hoàn cảnh chú xỉn các bác. Chú năm nay cũng 62 tuổi rồi. Nên đồ dùng trong nhà thì chú không có cái gì cả. Nhà thì tất cả xung quanh thì đá rất là nhiều. Đằng sau cũng rất là nhiều đá các bác, đá to lắm. Nên sao chỉ mới dễ hòa chứ? Dễ hòa mua à? Đây là cà chua. Đây là người ta gọi là cà bi các bác nhá. Đây là cà bi. Chú bảo là hôm qua chú vừa đi hái ở ngoài nương về. Được một túi mấy mét hả? Ừ, có hả? Đấy. Đấy, bà lấy một nửa thôi. Cà rất là ngon các bạn. Chè ốc hay tốt con cằm. Khó sao? Chè ốc hay tốt con cằm. Con cằm luôn. Đây là nước của chú đây các bác ạ. Đây là chú Tòa hưng nước mưa. Đấy, nhà không có bể. Thế cho nên là Tòa lấy cái chậu ra ngoài này để dùng nước mưa thôi. Đấy. Thế là theo hoàn cảnh của chú Sình các bác ạ. Chú năm nay có 62 tuổi rồi nhưng mà chưa bao giờ Mỹ Linh thấy ai khổ như chú, vất vả như chú, rất là hoàn cảnh nữa. Từ cái chậu rửa các thứ, đấy, rửa mặt thì cũng rửa vào đây, mà rửa thịt, rửa cà, rửa rau cũng vào cái chậu này. Nên còn đây là khăn mặt của chú mới rách hết rồi các bác ạ. Nè. Đấy, khăn mặt của chú đây rách hết rồi. Đấy, cho phần ấy chuyển thang tên rồi chứ. Yêu thầu ốm mà tụn chạy nãy chỗ nào mất trong phố xe, có chạy đấy đâu, mất trong phố trong một thô kia khó, có chạy đấy nhiều. Ông bảo là khăn mặt ông dùng được 2 năm nay rồi các bác ạ, ông bảo dùng được 2 năm nay rồi, cũng rửa nhiều quá nên là cũng rách hết rồi, đấy. Nó bị ẩm nên là
Mùa đông là ở đây rất là ẩm cho nên là bị rách hết những cái lỗ to này. Đấy, rách nát hết đến này rồi. Đấy, đây là khăn mặt chú dùng được 2 năm rồi. Đấy. Đây là những cái thìa này rất là cổ đấy các bác ạ. Đi mất tao à? Đây là những cái thìa này gọi là giá trị đây. Đây là thìa mà do đồng bào người Mông tự làm đấy nhá. Đấy. Đấy, cái thìa thì gọi là thìa gỗ. Từ cái thời trước mà không có bát hay là thìa mua các thứ ấy. Cho nên là dùng cái thìa đấy để đảo ăn cơm mềm mén thôi. Đảo thôi. Bố chỉ chịu sợ tỏa làm mua, dân tiện mua thêm. À. Nên làm mua thịt thêm, mua cạnh mề. Thế, mua sát trị thêm. À. Chú có nói là trước chú đi làm công ở ngoài kia, cho nên là các bác thợ xây thấy thương chú hoàn cảnh quá, cho nên là cũng cho chú 5 cái bát để về ăn cơm. Đấy, và chú về kể như vậy các bác ạ. Đấy, chú bảo chứ thực ra thì chú nhà rất hoàn cảnh, với lại không nuôi con vật gì cả, cho nên là cũng không có tiền để đi chợ đi mua. Đấy, để có tiền ra chợ mua đồ. Đấy, cho nên là trước chú đi làm là thợ giúp người ta phụ xây, như là các bác thợ thấy thì cho chú 5 cái để về đựng đồ ăn cơm thôi. Nhị cũng còn một thôi, thế thì không. Ừ. Cho xin ạ. Như gì? Ừ, to, cốc, mù cao thì là không có gì mua được. Nếu kỹ thì có. Trang này. Có cái thìa cũng là rất là cổ rồi, cái này chắc không dùng được rất là lâu rồi. Chết điện đâu trái dùng nó hăng đau xong rồi chưa? Đã điện tăng nữa. Thảo ông nghĩa là cho lòng nhau à, này vừa thế ạ. Ồ. Dù sự đó mà nếu không phải trả. Ông bảo là cái thìa này từ cái thời ôi. Thảo chỉ có điện nhẹ nó điện tổng. Cái thìa này nó hơn cả tuổi Mi Linh nữa các bác ạ. Cái thìa này ông có nói là từ khi mà mẹ ông về đây lấy chồng là lúc đấy ông mới đang được 5-6 tuổi thôi. Là hiện tại cái thìa đã dùng từ lúc đấy đến giờ rồi. Công nhận là những cái thìa này là phải làm những gỗ tốt các bác ạ. Có cái thìa như thế này. Đấy, ông có nói là dùng rất là lâu rồi. Từ cái thời mẹ với bố đang còn sống thì ông đã dùng cái này về rồi. Công nhận là các cụ giữ đồ. Giữ đồ tốt thật. Như tại ông có một cái nồi ở đây. Thì mới cũng hỏi, nhưng mà ông có nói là từ cái nồi này là từ khi mà bố ông đang còn sống thì cũng dùng về rồi. Đấy, cái này bằng gan các bác nhá. Ông bảo cái này là hơn 70 năm rồi. Cái nồi vẫn còn đấy. Đây là cái nồi cổ, nồi gan ngày xưa các bác nhá. Đấy là hiện tại vẫn còn hết. Đây cái nồi này ngày xưa để dùng để nấu cơm với luộc rau. Cái này bằng gan nhá. Đấy, nghe rất là giòn, rất là đanh luôn. Đấy, nhưng mà nó bị thủng một lỗ đây rồi. Đây. Đấy. Cái nồi này bằng gan các bác ạ. Dày lắm. Đấy. Bây giờ cái này là đồ cổ đấy. Rất là có giá trị. Cái nồi này dùng được hơn 70 năm về rồi. Đấy. Ồ, ra hết mỡ rồi. Thịt lợn đen cho nên là rất là nhiều mỡ các bác ạ. Cái này ăn thì quá tuyệt vời luôn. Thịt rất là thơm. Thơm phức luôn. Cho nên là cái mùa móng còn tiết lọt to lên hả? Dạ. Cho nên mùa đá mà chỉ lọt to thôi. Cho mùa đá mà. Cái mùa đá mà nữ cho thôn, nữ cho tròn chỉ tuốt lên hả? Nếu theo cô kì mà hạ cô nhé tôi đi. Cô nhé tôi đi hả? Lọt các cảnh kìa. Lọt các cảnh kìa. Rất là thơm các bác nhá. Thịt lợn đen thì thơm lắm.
ngửi đi ra đấy thấy thơm. Giờ là tiếp tục cho thịt nạc vào đây để đảo với cái thịt mỡ mà xào trước nó mới thơm các bác nhá. Đấy. Đây là cà chua đây. Đấy. Ăn này mới thơm. Cái đấy. Rửa đũa để ăn cho anh em ăn cơm ấy. Bữa cơm vừa nấu xong rồi các bác nhá. Mời các bác ăn cơm cùng với chú Sình với Mỹ Linh với bạn đồng hành cùng Mỹ Linh. Đấy là bữa cơm vừa nấu xong. Đây là gồm có là thịt lợn đen này, ngô này, với được cà chua bi. Đây, đây là mèm mén. Còn đây là một tô ớt chấm. Còn đây là một tô bí vàng. Đấy. Mời các bạn cơm cùng với gia đình nhá. Ở trong nhà thì không có ghế ngồi các bác ạ. Trời rất là tối. Đấy, cho nên chú Sình có nói là để ra ngoài này ăn cho sáng. Đấy, chú bảo là chẳng mấy khi là có Mỹ Linh với thằng em đồng hành vào đây ăn bữa cơm cùng chú. Đấy, không có ghế ngồi các bác ạ. Cho nên là anh em sẽ sử dụng những cái cây này rất là nhiều ở xung quanh ở đây. Là sẽ là gác qua để làm ghế ngồi luôn. Đấy. Rồi, mời các bác ăn cơm nhá. Thôi, em ăn cơm nhá. Đấy, có ba anh em thôi. Chú xin gì mà mình chú cũng không có vợ con nên là có hai anh em đó, đồng hành nữa sẽ là ăn cơm, bữa cơm. Nhưng mà cái này là ít nước quá, mình phải chắc canh các bác ạ. Chắc canh vào ăn mới trôi được, nó khô quá. Khó táo rồi, khó rau gì. Sao tiếc đâu. Nên là bữa cơm có thịt này các bác nhá. Chú Sình cũng nói là nhà rất hoàn cảnh nên là rất là lâu mới được ăn thịt đây. Đấy. Nên chạc canh vào mới ăn được. Không được khô quá. Đấy, đó, tao. Đấy, thịt thì chú bảo dùng cái thịt này là hơn 60 năm rồi. Mặn rồi xin xin này. Hả? Tao không. Mấy em ăn cơm nhá. Đây mềm mén nhá. Đấy, mời các bác nhá. Mời các bác ăn cơm nhá. Ngon. Công nhận ngon. Mềm mén rất là ngon các bác ạ. Bí vàng nhá. Đấy. Lấy cả miếng đi. Đấy, bí ngon chưa. Bí này là bí ở nương ở rừng nhá. Không có đồ to trọng gì đâu các bác nhá. Cái bí này ăn rất tuyệt vời. Mời các bác nhá. Ơi, anh ơi, ngon. Đấy, bí rất là ngọt. Ngọt như đường nhá. Hôm nay đường này trời nắng rồi. Đấy. Cái này là có một cái cây ở trên này các bác ạ. Cho nên là nắng chó thì không đến đây đâu. Đấy, có cái cây này gọi là làm mình ngồi dưới bóng râm rồi. Đấy. Nói chưa? Chưa. Ôi nhớ cái cá lộ. Chịu ơi. Ờ, phao nó nhóm gì à? Ờ, tấm, ờ, tấm mũa. Đây, mình gắp được chú Sình đây. Đấy. Đấy. Thì em cứ gắp nhá. Thôi, gắp đều đều đi. Nhờ. Đấy. Ăn đi, thịt ngon. Đấy, lợn đen các bác nhá. Đấy, mời các bác thưởng thức cái món này rất là ngon. Đấy, này, quá tuyệt vời luôn. Rất thơm. Thịt có nhận thơm thật. Lợn ta thơm lắm.
ngon. Nó chua nhát. Ăn đi. Ớt này quá đảm bảo rồi. Rất là thơm. Bí nhìn các bác ạ, bí ngon. Rồi rồi. Phong phong phong. Mềm quá. Được rồi. ตอนนี้มั้ยเจ้าตัวอีกครั้งเลยอีกนั่งเลยเดี๋ยวจะตามเป็ดจ้าฮะเขาจะเต่าเลยอืมในโอ้ยแต่กี่ตั้งเขาเอ็มิวโอ้หรือวันเต่าโอ้ยหรือวันเต่าต่อไปหน่อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เกินหนึ่งหนึ่งยูอัม ต้องต้องต้องติดที่น่ะต้องนั้นต้องนั้นติดใจใจต้องต้องต้องต้องฝ่อเนี่ยจืดต้องต้องนั้นต้องนั้นอย่างต้องนั้นติดใจใจต้องนั้นติดโรคเป็นยังไงหรือไม่หรอต้องติดที่ต้องติดที่เนี้ยต้องอ่ะอีจัดรู้ต้องนั้นหรือเปล่าต้องยังไงอ่ะต้องนั้นกูก้าใจโอ้โอ้ไหนมันต้องบอกคนมีเยอะอ๋อมันยังมันก็ได้เล่นเหล่ามาที่ติดใจใจ干肉白做啊，叫做，你多少了？嗯，因为现在正在开门，嗯，我等先多几多水呢？嗯，打打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 ，打
Cây này còn mót thì ăn được nó sao này. Cái này giống như là cây xì à, thì họ xì à. Còn nhé. Tổn này đang chỗ ạ. Đang chỗ đó. Đang trong nồng đầu à. Mua còn nhiều. Tổn này chín mua. Không đông à? Chín mua. Mua đó. Mua còn nhiều mà xong là cô pro tạo lại nên mà xong là mua còn nhiều. Sẵn là do cả mẹ, nó phải cho gió lên tay mình cứ mặc.
mà tao mà tí lên mà tao là cho cái chồng là chồng muốn giờ nè chồng muốn thế của lại một năm một tuần nó cả dùng nó ăn tê đây là ruột ăn tê nấu để ăn nhỏ tiểu mà nó thì này đã cho nó ăn tê cả nhưng tàu gió nữa biết tàu rồi cho ăn nó đã nhỏ chính điều nhỏ không nó tàu đã mà nó tàu mà máu cũng chỉ bắt tàu đó là ăn non đã này thực tế bắt tàu nó mong mà tham ăn còn thấy bị giả tà, ha 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 mới chế tổng hợp ra nữ cắn cá thô cọc nè xì cổ tạp phải không? Nữ nhưng mà nữ chân nia rong ấy rồi? Nữ nia rong à, tiện năng chỉ mò. Ồ. Nữ à. Nia rong. Cổ tạp ấy sẽ hiểu gì chỉ cá chê nè. Nữ nô nạ nữ hiểu gì cá chê nè. Ừ. Nữ là ưu yếu nế chỉ mò. Nó ai trọng hay ra rồi, nó chứ. Ý rằng nếu nó là trí tục. Ờ, trí tục là trò. Trí tục là xong, yên thị tài rồi, xong mấy cho nó sẽ dùng sau đó bế tù ấy. Ừ. Đó, không mấy giờ, tôi nghĩ vậy.